Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Quốc Dũng sẽ trở lại bằng phần điểm tin Việt Nam thưa quý vị. Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá sợi polyester từ Việt Nam. Việt Nam có tên trong danh sách 5 quốc gia bị Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá sợi polyester nhập khẩu. 4 nước còn lại là Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan và Hàn Quốc. Cục Quản lý Cạnh tranh của Bộ Công Thương cho biết, hoạt động vừa nêu trên được Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng hôm ngày 20 tháng 6 vừa qua. Nguyên đơn kiện là tập đoàn Dark Americas, Nayan Plastic và công ty Algera Polymers. DOC nhận đơn kiện ngày 31 tháng 5. Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, thì sản phẩm bị điều tra gồm sơ sợi tổng hợp, chưa thải thô, chải kỹ hay sơ chế bằng cách khác để xe chỉ, không dệt hoặc hình thức sử dụng khác. Các nguyên đơn cáo buộc các sản phẩm trên bị xuất khẩu sang Hoa Kỳ với giá thấp hơn giá trị thông thường, khiến ngành sản xuất Hoa Kỳ trong lĩnh vực này bị thiệt hại đáng kể. Nhật đồng ý nhập thịt và sản phẩm gia cầm từ Việt Nam. Cục Thú y Nhật Bản vào ngày 22 tháng 6 gửi công văn cho Cục Thú y Việt Nam với nội dung Nhật Bản đồng ý nhập khẩu thịt gia cầm và sản phẩm thịt gia cầm chế biến của công ty trách nhiệm hữu hạn Koyu và United, tỉnh Đồng Nai. Trước đó, thì Cục Thú y Việt Nam đã phối hợp với công ty Koyu và United thực hiện chương trình giám sát dịch bệnh, an toàn thực phẩm và vệ sinh thú y, và Cục Thú y đã hướng dẫn công ty này làm đề án về xuất khẩu gia cầm sang Nhật Bản để trình lên Bộ Nông nghiệp. Vào ngày 29 đến 30 tháng 5 vừa qua, phía Nhật đã cử đoàn thanh tra sang Việt Nam để đánh giá quy trình sản xuất của công ty Koyu và Unitec và đưa ra kết luận là công ty này đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm. Theo thông báo của Cục Thú y Việt Nam, thì đây là lần đầu tiên thịt gia cầm của Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch ra thị trường nước ngoài. Thời gian tới, Cục Thú y sẽ tiếp tục hướng dẫn công ty này đăng ký xuất khẩu gia cầm sang EU và một số thị trường khác, thưa quý vị. Vietcombank tài trợ 2.271 tỷ đồng cho công ty Dosan Vina. Vietcombank Quảng Ngãi ký kết hỗ trợ 2.271 tỷ đồng cho công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp nặng Dosan Việt Nam, gọi tắt là Dosan Vina, nhằm đáp ứng các nhu cầu vay vốn lưu động, cấp bảo lãnh, thư tín dụng. Hiện tại, Dosan Vina đã thực hiện các hợp đồng xây dựng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng và sông Hậu 1. Đây là các dự án nhiệt điện trọng điểm quốc gia với tổng giá trị 3 hợp đồng lên đến 530 triệu Mỹ Kim. Thời gian qua, Dosan Vina cũng đã đẩy mạnh việc xuất khẩu nhiều cẩu trục sang thị trường các nước Ấn Độ, Ả Rập, Saudi và với giá trị hợp đồng lên đến hàng trăm triệu Mỹ Kim. Hạn mức cho vay vốn lưu động mà Vietcombank cung cấp cho Dosan Vina là 50 triệu Mỹ Kim, góp phần đáp ứng nguồn vốn để Dosan Vina tiếp tục thực hiện hợp đồng xây dựng các nhà máy nhiệt điện, xuất khẩu các cẩu trục. Dosan Vina là khách hàng đã thiết lập quan hệ giao dịch với Vietcombank Quảng Ngãi ngay từ những ngày đầu thành lập tại Việt Nam vào năm 2006 và đã sử dụng tổng thể các sản phẩm dịch vụ ngân hàng với doanh thu và doanh số sử dụng cao, kính thưa quý vị. Mưa lớn nhấn chìm nhiều khu trồng hoa màu ở Đà Lạt. Vào chiều 23 tháng 6, trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, xuất hiện trận mưa lớn kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ, gây ngập nhiều diện tích rau màu của người dân. Ghi nhận tại khu dân cư Trương Văn Hoàng, Mê Linh thuộc phường 9, nhiều diện tích đất sản xuất rau, hoa trong nhà kính bị nước mưa tràn vào gây ngập. Một số nhà dân cũng bị ngập cục bộ. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại khu vực dọc suối, đường Cách Mạng tháng 8, phường 8, Trạng Trình, phường 9. Hiện vẫn chưa có số liệu thống kê thiệt hại do trận mưa lớn gây ra, thưa quý vị. Giao thông hỗn loạn ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Chiều tối vào ngày 23 tháng 6, nhiều tuyến đường ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất bị ùn ứ kéo dài. Dòng xe không thể di chuyển khiến cho nhiều người mệt mỏi. Tình trạng ùn ứ bắt đầu vào giờ tan tầm vào khoảng 17:30 tại nút giao Trường Sơn, Hồng Hà và đoạn qua cổng sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, lượng xe dồn về đây khiến cho kẹt xe kéo dài. Trên đường Trường Sơn, dòng xe nối đuôi nhau kéo dài trên đường. Nhiều xe máy phải lên lề hoặc lách giữa làn ô tô để đi di chuyển. Tại đường Hồng Hà, dòng xe cũng di chuyển rất khó khăn. Nhiều hành khách phải xuống taxi đi bộ vào sân bay Tân Sơn Nhất để kịp giờ. Đến gần 20 giờ thì tình hình ùn tắc đã bắt đầu giảm bớt nhưng các xe vẫn chưa thể di chuyển dễ dàng. Được biết, vào ngày 3 tháng 7 tới, cầu vượt thép tại nút giao Trường Sơn, Hồng Hà sẽ thông xe. Cùng ngày, một nhánh cầu vượt tại khu vực nút giao Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm cũng sẽ đi vào hoạt động và được hy vọng là sẽ giải quyết tình trạng kẹt xe tại khu vực trên, kính thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới Hoa Kỳ và Việt Nam. Jenny và Quốc Dũng xin thân ái tạm biệt quý khán giả của Đài Truyền hình Việt Mỹ. Chúc quý vị có một ngày an lành và hạnh phúc.